Xin chào tất cả mọi người. Thì hôm nay Lâm Phát Sẵn Tiện đang test một cái lo kéo để gửi đi cho khách ở tỉnh ha. Thì Sẵn Tiện đây, Lâm Phát cũng muốn bóc hộp ra và test hát test thử cho mọi người nghe thử cái chất âm của nó, xem có điều gì đặc biệt ở trong cái lo kéo này ha. Xin mời mọi người cùng theo chân em ha. Chính của mình ha mọi người, Laurel Singh Super 10. Mọi người thấy mẫu dáng nó rất là đẹp đúng không? Và như em cũng đã nói thì tất cả những cái phụ kiện trong thùng thì em cũng đã có quay cho mọi người rồi. Thì để đánh giá được cái chất lượng âm thanh và trực quan nhất thì bây giờ anh sẽ hát thử một đoạn âm thanh. Mọi người nghe thử cái chất âm của nó ha. Giờ là quá khứ làm ta đớn đau, những kỷ niệm ngọt ngào trong nhau chẳng thể nào xóa, cũng chẳng dễ phai màu. Lúc thức dậy chẳng thấy em đâu, chẳng còn kề bên như lúc ban đầu. Thời gian qua tình mình đậm sâu bao nhiêu, càng làm tim anh nhói đau em có hiểu. Tình đã phai sâu, người giờ ở đâu? Mình anh đêm thâu, lòng đầy thương nhớ. Tình yêu chôn giấu, hắt hiu cõi lòng. Chẳng còn nữa đâu, tình này xa xa. Người sang bên anh, để anh nơi này chịu đựng đắng cay. Lòng đầy thương nhớ, lỡ duyên kiếp này biết có kiếp sau để mình thấy nhau một lần nữa thôi. Thì vừa rồi là một đoạn âm thanh mà em đã hát test qua lo của Rosin Super 10 ha mọi người. Mọi người có quan tâm đến những sản phẩm lo kéo, lo sách tay, so kẹt thu âm, micro thu âm giá rẻ thì mọi người cứ mạnh dạn inbox cho Lâm Phát ha. Lâm Phát có đội ngũ nhân viên tư vấn và hỗ trợ mọi người rất là nhiệt tình. Em cảm ơn. Em xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Một năm tuyệt vời đã qua, người người lại cùng đón xuân đang về. Mùa xuân năm nay quấn quanh bên nhau, kể cho nhau nghe bao buồn vui. Hey, mọi người cùng chúc nhau tài lộc đầy nhà, cháu con sum vầy, cầu mong yên vui vận may luôn theo, toàn gia ngập tràn hạnh phúc. Đào mai đua nhau nở sắc màu sáng tươi, từng đàn chim tung cánh vui hót hân hoan vang trời.